Hello, xin chào các bạn. Sau một thời gian hỏi xin webcam mà không có, thì mình đã quyết định xuống tay mua một cái webcam thật là xịn sò về để quay video. Sau đây là một vài hình ảnh khui hột bóc siêu bằng con dao chuyên dụng để gọt trái cây của mẹ mình. Đây là cái hộp của nó nè. Webcam xịn mà cái hộp nhìn lạ ta. Để mở ra coi bên trong coi. Bên trong có một cái túi ni lông đựng cái webcam và một cái tờ giấy nhỏ nhỏ xinh xinh ghi thông số kỹ thuật. Camera độ phân giải 640x480, 30 khung hình 1 giây. Thiết kế bằng nhựa bóng khá đẹp. Ở giữa nó có một cái cảm biến máy ảnh nhỏ xíu. Đây là cái lỗ micro kết nối với máy tính qua cổng USB và jack 3.5. Rồi, gắn vào máy tính test thử nha các bạn. Hình ảnh ổn, ghi âm cũng ổn mà hơi nhỏ. Mục đích cuối cùng của tôi là ghi cái màn hình và có cái video nhỏ nhỏ chèn như vậy nè. Nói chung với tầm giá 55.000 thì cũng chấp nhận được nha các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video review sau nha. Bye.